Có chuồng bò á, sữa con lép à. Xà thứ ơi, xà thứ không? Đó, thì mình tìm gì mà cái kia này nó ráo quá chị, không chịu, không có tiền mình. Cái này vô mùa 319. Cái này vô mùa. Dạ. Béo lắm. Hôm nay là hiếm lắm mấy con nè. Còn đi sớm ra bữa nào cũng được mà. Hôm nay cái này ăn uống. Thử qua này, thử qua. Đây gọi lại gì? 51 nghìn. Chín hóa, sữa hạt lép. 51 nghìn một ký. Banh trái sầu riêng sữa hạt lép à. Nhìn thấy ngon ngàn quá là chị béo lắm. Ở trong kia tên này đó, bỏ qua đây bỏ cười suốt à. Bỏ qua bên này là thấy bỏ cười suốt à. Còn cái này là 120 một hộp. 120 một hộp. Ngay gần công viên Lê Thị Riêng lắm, ngay chỗ nhà thờ Tin Lành, Tin Đường Cách Mạng tháng 8 của cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt là Hồng Thanh bán là không chi nhánh nha, chỉ có một địa điểm. Lúc trước thì có 415 với 03 Quỳnh Thị Lộc, nhưng mà bên nay là chỉ có một địa điểm duy nhất thôi. À, một địa điểm duy nhất. Một địa điểm duy nhất nha cô chú. Chào. Đây một hộp. Một em, cái cục này là hơn nửa ký luôn á. Nhưng mà cái này nó không có chào. Cái này có chào nè. Ta hồ lựa chọn. Này có chuồng bò nữa. Nhiều loại sầu riêng ha. Nhiều. Chuồng bò. Sữa hạt lép. Lép này quá trời quá đất sầu riêng. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Dạ, hôm nay ghé lại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa, địa chỉ là 510 Cách Mạng tháng 8, phường 11, quận 3 nha cô chú.
Đấy, chuồng bò là như thế nào Thanh? Bò 150 anh ơi. Chuồng bò là 150 hả? À, Thái là bao nhiêu? 230. Thái là 130, chuồng bò là 150. À, đây chuồng bò này bữa nay Thái nhập về sầu riêng chuồng bò. Quá trời, quá đất. Trái nhỏ mà muối nhiều á. À, trái nhỏ nhưng mà muối nhiều hả? Do mỏng cực kỳ. Ngon à, bữa nay hết sầu riêng rồi. À. Ông vẫn còn để các bạn 415 cái nạn 8. Bạn để các bạn để làm kỷ niệm hay sao? Để địa chỉ kỷ niệm mà. Dạ. Anh mới nay bạn đồ tay màu đen, dép đen, áo đen, tóc đen, quần thì không có được đen, nhưng mà vỏ sách thì đen. Chụp tao tấm hình luôn đi. Sáng chưa có khách chụp ông chủ tấm hình chứ không chụp nữa, có khách mà xin chụp tấm hình là dễ bị ấy. Lái trái chuồng bò đi. Thanh tặng đồ đen á, khách mua tặng áo đen không ạ? À? Hồi nãy cũng có khách thì khách kia vô mua là áo đen nghe nha cô chú. Đó. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng không? Chắc bữa nay cái ngày gì nên là cái tông màu đen. Chuồng bò, sầu riêng chuồng bò. 310 nghìn hai ký mấy. Mua đi Hà Nội. Đi Hà Nội hả? Cái khui không? Không mà. Này chuồng bò. Chuồng bò làm 150 nghìn ký. Khách gửi đi Hà Nội. Trời ơi, mối quen bữa nay, mấy bữa đi bộ, bữa nay mới chạy xe máy. Xa quá. Bữa nay mới chạy xe máy. Thành đã chốt ba trái cho chị gái nè. Có sao đâu.
rồi. Hai trái chuột bò. Chào bạn, chào bạn. Tư vấn cho chị nè, chị ạ. Thanh Liễm đang gõ gõ tiếng Thái. Video này dài khoảng 10 phút mà chưa chưa được cái nào đó. Buồn kiếm chớ. Buồn. Là 1 triệu chẵn luôn á. Là bao nhiêu kiếm nè? 1 triệu chẵn. Ủa 7 cái máy à? Anh liên tục xem quần. Ok, đã xem hộp nha. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên lắm cô chú anh chị, đó là hôm nay ông Thanh ông bận đồ đen đó, là khách đó, khách tiếp tục là khách bận đồ đen nữa nè, khách mua sầu riêng đó, là bận đồ đen. Hôm nay hình như là hôm nay cái ngày của tông màu đen hay sao á. Anh kêu ông ăn bánh mì.
bánh mì theo quê á anh. Đó rồi ạ. Dẻo đó anh. Hả? Dẻo rồi đó. 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 Đóng đơn cho khách. Sum chứ. Đâu, nhà em tôi. Bướng á. Nhà em từ hẻm này tới hẻm kia đó. Là của chị á hả? Của ông bà già. À trời ơi. Ừ. Rồi ông bà già cho mướn. Dạ. Sum sum. 101. Sao nói vậy thì dạ. Ba. Đúng để do. Đây là chị với nó là anh chị em hết á. Bà dòng con dòng họ. Dòng chú nè đó tới đó luôn á. Đi dạ. Nhậu tậu đi nha bà cô ruột. Dạ. Ok, chúc mừng. À. 268 nha. Bữa nay ông bận bùa đồ đen nên là gõ với mua gì không à. Bữa nay thấy ít khui mà thấy gõ thôi rồi mới mua về. Nhiều. Hết cái kệ rồi đó. Mới nghe thông tin Thanh là hết cái kệ rồi. Bữa nay có sầu riêng chuồng bò thái sữa hạt lép. Đây là cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức nha. Đặc biệt là không chi nhánh. Đặc biệt là ổng không chi nhánh nha. Đó, ổng không quay ổng cười mà ổng cũng vậy á. Anh có ngàn xôi em không gì anh? À. 104, 103. Hai loại rồi. Hộp này là 120 tầm giá. Gái thì 904, 103. Ok anh sử dụng ok. Tiếng gõ cốc cốc thành gõ nghe tiếng gõ hấp dẫn. $415,000 nha. 3,7 mấy. Dạ, à có Thanh mới xuống hả cô? À có Thanh thì cô mới vô.